Ngày mới Hai Xuống xin chào cô chú anh chị các bạn. Bữa nay mẹ Hai Xuống sẽ làm bánh ít chằn bằng phai mì á. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng xem clip nha. Gãy kìa. Đó. Trong đây trong mặt nữa nè, củ bự nè. Đó. Thấy chưa đó. Đây còn khúc nữa gì đó. Cũng có chắc bị hơi cứng rồi. Mấy củ rồi, hai ba củ. Ừ, củ rồi. Cũng nhỏ nhỏ. Củ này ngon nè. Củ nó bự. Ờ rồi, tét rồi, tét rồi. Nghe củ này thảm đó. Củ này nặng, cây nặng ghê luôn, dở không lên. Cây này bự luôn. Nhớ một cây này nữa là đủ ăn rồi đó. Đặt cứng quá. Thử một miếng bự tét này lên. Dở lên đó, dở lên đó. Ừ, dở lên vậy đó. Ừ, bung lại đi, bung lại đi. Đó lúc. À. Ở mấy cục đất này đó. Không là củ bự không đây nè. Quá trời. Rồi giờ thế rồi. Lên đây. Con đừng có nại vậy. Đó. Ôi giời. Củ khoai. Còn nữa nè, còn bên đây nè, hai củ nữa. Quá ba trời củ khoai nó ú. Rồi, củ này nó ăn cho tới. Rồi, gãy luôn rồi. Ôi ơi. Quá khá củ khoai. Sập giữa mấy củ khoai cát không quá bự, củ này mấy kg. Củ khoai ơi, cũng không nổi luôn. Giờ mình mọc khoai mì, mình mài ra, mình hấp nó như là làm như bánh ít chần. Bánh ít chần khoai mì nha cả nhà. Cái này bào nó mới lâu rồi. Mà bào thì nó lâu rồi. Xong cái miệng dắt lại. Nước ở đây lát rồi mình nó sẽ làm sao. Mình để đậu, mình nấu đậu. Thank you.
mấy củ nữa không? Mấy miếng. Mấy miếng nghe xong. Mấy miếng nữa. Bốn miếng nữa. Đây là mình làm bánh ít trồng khoai mì. Làm ba màu. Màu nó dứa với màu nó cẩm trắng. Cuối cùng là xong. Ôi, con mèo mà. Mèo đâu? Chạy chạy. Mèo ngoái. Ngoái sĩ hết hồn mà. Bánh khoai mì làm màu lá dứa, rồi cắt lá cẩm luôn. Đây được rồi. Rồi cắt lá cẩm luôn, cắt lá cẩm luôn. Lá cẩm mình trồng được ở đây được bụi với bên kia bụi nữa. Cao quá trời. Cái gì đâu biết, cái mình bữa nay bông với trái nhóc hết trơn luôn, trái khô luôn, bò tới bên đây luôn à, quá trời bò luôn. Giờ mình ướp đường vô dừa này cho nó thấm nha, mình xào. Mình làm giống như bánh, như bánh ít chần vậy đó. Này thấy có thêm sầu riêng. Rồi đổ miếng muối. Nhặt tí xíu muối vô. Rồi mình cũng để đậu, miếng đậu phộng vô nữa, nó bánh ít chần vậy đó. Cho nó ngon. Rồi, thấm cho cái này mình xào. Cẩm cho nó sắc xuống chút nữa cho nó tẹo nó, cái màu nó mới đẹp. Nó cẩm này là nó cẩm Thái. Đây chút giờ mình bắt dừa lên thì ướp đường nãy giờ rồi mình xào. Xào cho nó tới thì mình để đậu xanh vô. Đưa lên cái nước của tay chưa? Có ngoại chứ chơi ngoại. Thấy ngoại phụ rồi. Mày thấy mày nó lâu. Thấy mày có ngoại lâu chứ. Mày có thay người mày đó nó mau. Mày có mấy ấu dân. Nó trời có mì rồi cũng ngon lắm. Giờ này ướt, nó còn ướt ra xào cái nó ra nước. Rồi bây giờ mình để đậu xanh vô. À, 200g, 200g đậu xanh nhiều quá. Rồi hồi nó lắc ra. Thế đậu vừa hấp thấy dừa luôn. Hấp thấy dừa luôn. Làm dừa đúng không? Có, làm dừa khác nữa nè. Dừa khác mà dừa dám á. Con xào làm giống như nhân bánh ít vậy đó. Nó ngon. Dưa nó còn mềm á, nó teo. Dưa mà nó hơi dám vỏ đen rồi đó thì nó hơi khô khô đó, nó mới bung. Cái này mình vớt sớm nè, để lại cho nó nóng, mình lấy cái bột á. Lắng như chồng, nó lắng xuống cái này mình cắt cái nước chân, lấy cái bột trộn vô luôn, bỏ cái áo vô trộn vô, trộn nước xong rồi mình lượt cái lại.
rồi mình xào nó tới rồi nó gáo rồi, giờ mình để đậu phộng vô. Trộn lên cho nó đều. Rồi, giờ mình thắng nước cốt, mình để đường để dặn vô một tí xíu muối, bắt lên. Này nãy mình có để miếng mật ấu vô đây rồi, hồi nó mới đặt lại, sau rồi nó mới đặt nó sánh lại. Chưa đặt hơn. Chưa, nó sâu lên nó mới đặt lại. Bây giờ mình để lá dứa vô rồi nó thơm. Giờ nó sôi lên nó đặt lại. Đặt nó sánh lại vậy. Vậy là dừa luôn. Nó nở cho nó ta con rồi đó. Chung với khoai trở lại cho nó dẻo, thêm miếng mật ấu luôn nữa, miếng ấu nữa là nó mới ngon. Nó mới bỏ qua anh em kìa, có con đang mắt kìa. Trà là cái dạng có chơi không? Trà thanh trà, thanh trà. À, thêm miếng mật ấu vô, thêm một muỗng mật ấu vô. Tôi nhắn đi bẻ gì đâu, tôi biết bẻ không, ở đây đâu có bẻ. Thanh trà, thanh trà trước khi sử dụng bột này là phải rửa tay thật sạch. Thanh trà đang bốc đó, cái thanh trà ăn nó chua chua ngọt ngọt, đang bốc đó. Nó làm nước đá, bà nói làm nước đá uống ngon lắm đó Tèo. 20.000 ký. Ký 20.000. Nó mới nhiều không? 80. Nhiều vậy? Ở dưới cống bán có 30 kìa. Cái mì này mình dằn vô 2 muỗng đường cho nó có gì hơi ngót ngót không? Ngót thôi, ngọt ngọt không? Ngót ngót thôi chứ không có ngọt ngọt. Tí xíu muối. 2 muỗng muối vô nó mới đều. Thôi thôi, muối nữa là mặn luôn. Đều lên rồi làm phân ra làm ba màu, lá cẩm với màu dứa, màu trắng, ba màu. Được lá dứa này. Cảnh là đẹp nha, thêm miếng này đây, cảnh nó đậm lên nó đẹp. Giờ nhân nguyên liệu sẵn đây, nắng nước khoai mì hấp, nhưng mà nó ít quá, nhưng mà nó ít quá nè má, lại xuống rồi. Mình ít với chè sa nước không? Không, cái này hồi mình ăn mình nhắc vô. Con không có mua mè, ăn quên mua mè rồi, hồi nó còn cộng nữa. Mình
Mới làm này lần đầu tiên, thường khoai mì mình làm bánh khoai mì với nấu chè với nướng, mình làm bánh ít chần ngon hơn đây. Tím xanh trắng đụng sợi như mình làm mình sợi lên cho nó đẹp. Chén chè sợi nước luôn. Chè sợi nước. Ba màu. À. Ba màu. Chắc phải hai hấp hai lần đó bà. Hấp hai lần, lần không hết. Wow. Quá đẹp. Cái màu đẹp thiệt. Nó cảnh này đẹp. Nó cảnh đẹp. Quá xa đẹp luôn. Bánh da lọ. Ba màu. Bánh đất trần ba màu. Trắng xanh đỏ rồi phải không? Mình ép cái này là nhìn giống cái bánh trần, nó giống bánh trần. Cái muỗng dẹp dẹp á, cái muỗng bới cơm á, muỗng bới cơm điện như vậy á. Một xí nhảy mình không không ép là dẹp, mà nhìn giống như viên chè cho nước như vậy. Trùng quay giống như vậy. Dĩa ba cái được. Dĩa ba cái. Ba màu. Một cái đầu. Leo thì té con. Chan nước cốt vô. Mâm. Ba màu sắc. Ba viên ba màu sắc, trời nó biết ba màu sắc luôn. Ba màu sắc.
đẹp nhất? Màu nào đẹp? Màu nào đẹp con? Màu tím. Đó, chén con nít màu tím luôn. Con ngoại thích ăn trần. Con mới ăn đâu. Sao vậy? Để cây xuống ăn đi. Bây giờ vẽ ra cho con nha. Nha. Con vẽ ra nha. Con đi vẽ. Thôi đừng vẽ. Sắn ra. Con mới ăn đâu. Sao vậy ăn đi con? Lấy đồ mà. Màu tím cũng ngon. Màu xanh màu hy vọng. Màu tím là màu trắng. Ăn không á? Xí nữa là. Nào nếp ăn nếp. Mời cả nhà ăn bánh nếp trần gia đình mình nha. Bánh nếp trần bằng khoai mì. Này bánh khoai mì. Ô nếp đâu rồi con? Nếp đâu? Tắm đâu rồi? Nào đây. Này là dừa. 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 Con này, ăn đi, ăn ba màu sắc đi. Ăn nó thúng hết cái ăn vậy? Nó mới mọc rồi đó. Ăn kẹo quá mà. Không đâu với nít nữa. Mua cơ nít. Mỹ sống ở trong. Ừ. Rửa chưa? Rửa chưa? Mày rửa. Ừ, chan rồi. Ai con hả? Ừ. Cuộc chơi là quýnh đó. Mày á. Ừ. Quýnh không? Nếu tao biết em nó nhịn nó chứ. Đúng rồi. Bột khoai mì ha. Bột khoai mì mình mài á. Cho nó rồi nó chằn nếp. Rồi ăn ngon rồi. Đỡ ngán hồi tới bột kìa. Cũng dai dẻo dai dai ha. Ngon không nếp? Ngon. Dạ ngon thật. Ngon quá nó sức. Hai Xuống xin kết thúc clip này cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Xuống nha.